Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Hôm nay chúng ta sẽ gặp nhau ở phần 6 trên 6 của bài 19. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau xem lại cách viết của những cái từ mới ở trong bài, xem là chúng ta đã viết chính xác chưa trước khi chúng ta qua bài 20. Và đến đây mình xin kết thúc phần 6 trên 6 của bài 19. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp mọi người ở video clip kế tiếp. Xin chào.